Cho mình hỏi là mình bị sỏi mật mà đang cho con bú thì có uống nước sắc từ quả sung khô có được hay không ạ? À? Chào bạn, quả sung khô là một vị thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian. Quả sung phơi khô thì có rất là nhiều công dụng hay. Hiện nay thì có rất nhiều bệnh nhân đang sử dụng quả sung khô để điều trị bệnh sỏi mật và cho hiệu quả cực kỳ cao. Một công dụng hay nữa của quả sung đó là khả năng tăng tiết sữa, rất là có lợi cho phụ nữ sau khi sinh nở. Vì vậy, bạn mới sinh em bé xong thì bạn vẫn có thể sử dụng nước sắc quả sung thì sẽ rất là có lợi cho bạn. Lưu ý là đối với phụ nữ đang mang thai thì tuyệt đối không nên sử dụng nước sắc quả sung. Bởi vì theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ đang mang thai thì uống nước quả sung thì có thể gây sảy thai. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.